Anh ơi, dậy 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 dậy. Anh hứa với các bạn là hôm nay anh sẽ quay vlog mà. Ui, 7:30 rồi em. Ui, bố nào mà suy nghĩ đen tối trong đầu với tối đôi nét người nhìn nha. Video vlog của mình nha. Thì hiện tại bây giờ sẽ là video vlog thứ 6 của mình này. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 thì người ta nập nập người ta ra thành phố, người ta đi làm rồi, thì hai vợ chồng tôi mẹ mùng 3 tháng 9 này đi ra đi phượt từ Thanh Hóa ra Ninh Bình để mẹ đi du lịch mẹ Tràng An mẹ phải đính các bạn ạ. Cảm giác bây giờ mẹ khi đặt chân được đến mảnh đất Ninh Bình là nó là nắng quá cả cướp. Trời ơi đây. Đây đi nhà tôi đây. Yes, ngủ say đạt. Thôi, xuất phát để đến Ninh Bình thôi. Bye bye. Wow. Wow. Đẹp thực sự. Cảm giác như nào? Bình thường. Wow. Nó chỉ là 1/3 chặng đường thôi nhưng mà nó đẹp thật sự. Đẹp nào, chỉ núi đâu. Như thế nào? Núi này. Quay lần đầu tiên vợ chồng tôi đi ra Ninh Bình đấy, đi ra Tràng An đấy, gặp khung cảnh mẹ chỗ đâu cũng bất ngờ, nhìn mẹ đẹp thật sự. Vợ chồng tôi kiểu như mẹ nhà quê mấy lần đầu đi lên phố ấy. Wow. Nhìn tộc bằng wow, nhìn núi non bằng wow đã tức tự. Wow. Non nước hiểu tình luôn. Wow, không ngờ luôn ạ. Ui, tuyệt đẹp luôn ạ.
tuyệt vời luôn ạ. Chưa bao giờ đi đến nơi tối mẹ núi non hùng vĩ thế này luôn các bạn ơi. Xứng đáng. 9:30 phút sáng nhưng mà thực sự là xứng đáng. Nắng đúng không? Nắng nhưng mà đẹp. Mới 9:30 thôi nhưng mà nắng đấy. Vin lại sẽ cắt ra một viên ngọc bích mẹ thủy tinh chủng ấy, trị giá mẹ 1 tỷ Việt Nam. Wow, 2 tiếng vật lộn trên xe, cuối cùng bố con tôi cũng đã đến Tràng An rồi. Theo bố mẹ. Ui trời, tình cảm đi lên luôn. Ui, à? Này. Cái đường đi có mấy cái lỗ đi. Cái này là con chuồn chuồn hoa mà bướm bướm đầu bướm bướm. Chuồn chuồn đó cô ạ. À. Đại ca. Đại ca xông nước đi tha. Từ từ cứ đi ra khỏi đây trước đi cái đã. Hai tên ăn mà. Hai tên ăn mà xách ba lô đi cũng được. Ui. Ăn kem view mặt núi. Nước này nước trong kìa. Nắng ngầu nhưng mà đẹp. Đáng chấp nhận. Em muốn con cá vô. Cá không? Cá đâu? Nhiều cá không? Nhiều. Kìa. Cho miếng bánh. Bánh ở trong túi. Bánh. Ui trông nhìn vẻ phong cảnh hữu tình. Phải cất cứt ra. Cá đâu? Cá đâu nhím? Nhím chỉ cá quay. Cá? Đâu cá đâu? Cái này có hồ đi cạn hả? Ơi cá. Ê. Đây. Ê. Cá.
đâu 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 đây 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 yêu anh chàng trai nhiều thứ hơn anh ngoài không khác gì thằng ngoan ngoài bữa ăn trưa đây là bún dê bữa chín rồi nha nha còn đây là bún em là bún bò ăn bún dê là con dê ăn bún bò là em tuổi dê phải ăn bún dê mới đúng nha. Để chén này mũ. Cái chén này bể người ta mất á. Wow. Và đây chính là view ngồi ăn. Ngon không? Bún ngon 7. À bún ngon 3. Phong cảnh ngắm rồi. Tăng thêm vị giác ấy. Được nhỉ, kiểu thư giãn nhỉ, chiêu vãi. Có tiền xây nhà đi. Anh cô đi ăn chưa? Ăn đi. Không ăn à? Ngồi nghịch ạ, rút không ăn này. Nào ăn à? Không ăn thôi. Ăn thêm măng không? Công nhận măng Ninh Bình ngon. Tôi ăn hết nửa hũ măng rồi. Khoai bát ra. Tối em ăn được miếng chanh nha. Ngọt. Chanh màu hồng. Chanh hơi hồng hồng. À là chanh màu hồng. Chán mình ngồi trắng nha. Không nha hồng. Đứt. Nó đang khổ lắm nha. Chị ngồi mặt lắm. Chị ngồi mặt lắm. Chị ngồi mặt lắm. Chị ngồi mặt nước lọc ngon. Nước lọc ngon. Nước lọc ngon đấy. Cái này cái sùng. Thì kiểu mát đi. Đứng co bãi đứng là đẹp luôn.
lắm đi anh. Anh cái hồ này là đào hay là tự nhiên? Chắc em nghĩ là vừa tự nhiên mà tự đào. Ôi, bây giờ nó có cái động tìm anh biết rồi. Đâu? Ừ, ra kia đi. Đường này chú đi. À, đường này phải vòng bên kia đúng không? Đi. Giờ chúng ta phải đi đường này. Mà đó, qua bên kia. Đúng rồi, chính xác. Đi. Đi với mày. Đi. Đi đi con ơi, đi. Một mỹ nhân đang chạy. Chạy đây mỹ nhân ơi. Wow, mỹ nhân đứng. Tuyệt tình cốc. Chú ngồi chơi vui lắm à? Không sợ lắm, sợ bị yêu quái bắt lắm. Con ở đây tuyệt tình cốc, ở đây có yêu tinh nhện đấy. Bye bye. Vô đâu sợ lắm. Ôi không à. Nào mỹ nhân chạy nè. Bạch 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 bạch. Mỹ nhân chạy đây. Mỹ nhân chạy đây coi có rớt quần không. Chạy đi bạch 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 bạch. Tụi quần rồi à? Thật là buồn ra đi. Ui, xa xa những cặp đôi yêu nhau đang đạp xe kìa. Cặp gì mấy bà già đó? Để cho cả ta mẹ. Có phép tí anh em. Ui, gió mát mát thiêu thiêu mát thật sự. Mỹ nhân chạy đi, mỹ nhân này. Nào, đây giờ đến nam nhân nào. Nam nhân nhím chạy đi. Đấy, nam nhân chạy. Bạch 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 bạch. Anh ơi, anh đừng có từ từ nha anh ơi. Anh buồn gì mà anh lại góc cây em đứng vậy anh. Gạt tình gốc, ở đây có tiểu lăng nữ không ta? Có. Tiểu lăng nữ. Anh đừng có buồn nhá. Đừng có nhảy xuống anh ơi, anh ơi. Anh ơi, em buồn đi ạ. Ừ, cái dáng của anh là biết buồn đi rồi. Ủa ơi, sao người ta lên lên trên kia được? Đâu? Ê, trên kia kìa. Đâu? Thì ai biết được không? Thì bên đó có cái đường đi lên. Bên đây có cái đường đi lên mà. Ừ. Tí nữa mình lên đi. Ừ. Từ từ, nhưng mà đi ra qua đấy trước đi. Đi xong về đây như là cục thăng. Đi xong về là mình sẽ trở thành người châu Phi. Wow, đẹp. Anh đi đàng hoàng đi. Wow. Wow. Thành Phương Phương. Hình như trên đó có cáp treo à? Úi giời ơi. Anh cảm thấy như thế nào? Chị bế Hằng đi. Hằng đi đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi về. Nế lại. Nhớ ngọt mồ hôi nhớ nhai luôn nhiên. Ui mẹ ơi. Mãi nho. Wow. Được không ha? Đeo đi. Yes. Yes. Rồi nhét vào đi, nhét vào đi, nhét vào đi, nhét vào đi. Mm-hmm.
mát. Khoe bọng luôn đấy chị. Khoe bọng mát này. Mỗi chai nước mát rồi mát này. Ông mát ông khoái á. Ê khoe bọng này. Ừ khoe bọng này. Papa. Bọng nào? Mát thì quái. Đéo thật đấy. Bãi đính thẳng tiếng các bạn ơi. Xong bãi đính đi về. Sao? Sao không bị? Wow. Nắng nôi vất vả lên được chùa Bãi Đính rồi. Quay nó cứ bị chói, nó bị chói lắm, chúng ta đây đỡ chói hơn. Kiệt sức rồi các bạn ạ, leo lên trên đây là kiệt sức lắm luôn này. Diễm thích không? Con có thích không? Con thích không? Con thích không? Quay bằng vàng nên là nó chói quá. Đây là tứ đại hộ pháp hay là gì? Leo đến đây là mệt lắm này. Kết thúc video đi về. Mệt. Mệt về. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Thở như chó học cấp. Thôi bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Bye bye, đi tắm đây. Anh Diễm đi tắm này.